Tuấn Anh âm thanh Kinh Giang xin chào toàn thể anh chị em ạ. Kênh em vừa khu được một đôi loa cũng tương đối là khá đẹp và khá là bắt mắt anh em này. Như trong video anh chị em có thể thấy là đôi loa có cấu hình là 7 loa cho một thân thùng, gồm hai loa bắc 40, bên trên là loa chấp kèn và bên trên cùng nữa là 4 loa chấp xì dạng còi nha anh em, của Motorola đến từ Mexico. Và ở phía dưới cuối cùng của đáy loa là một cái chữ tem hiệu của loa là Game Show New York. Đó, anh em thấy cấu hình này cũng tương đối là khá là gấu cho một thân thùng rồi. 7 loa nha, 7 loa vào mặt trước này, mặt bên hông và mặt sau đây. Cặp này em vừa tới cũng như là em sẽ vừa mới khui ra nóng hổi luôn. Có một cái tem loa này anh em. Ở bên trên là jack 6 ly đường vô, hoặc là mình có thể gài bằng cầu loa bằng jack gài nha. New York đây, Game Show New York này. Ở phía dưới là model đây là 4005. Đó là model của loa nha, Game Show Glock series này. Đó, đây ở phía dưới là trở kháng 8 ohm, công suất là 300W là trung bình đầu vào và maximum là 600W nha anh em. Được sản xuất tại bên Made in USA luôn, đó, hàng USA New York này. Đó, đây là đồ Mỹ xịn nha, đồ Mỹ xịn Mỹ nòn luôn anh em ạ. Đó, New York của Game Show. Bên này cũng vậy. Hai bên đẹp như nhau. Này, Game Show này, New York này, đó. Model là 4005. Đó, 600W cho một loa. À, một công suất cũng tương đối là khá gấu, khá là khủng rồi, khá là ok. Đó, như anh em có thể thấy là mình chơi bạo lực, chơi nhạc trữ tình, chơi hát karaoke hoặc là chơi phòng không gian lớn cũng vẫn ok nha, vẫn được nha. Đó, 2340. Đó, chạy 2340 nha anh em. Và ở phía lô bát đây đẹp quá đẹp luôn. Hầu như là cái cặp loa này em chưa vệ sinh nữa, chỉ khui ra thôi, em vừa mới khui ra. Như anh em thấy này, một cái chữ Game Show in trên cái nón loa cùng với lại chữ New York và 200W cho một công suất nha. Rồi đây là gân màu đỏ, gân vải lụa màu đỏ và màn là màn giấy. Như cái gân này mình có thể thấy là nó giống như là dòng gân của sạc pin Vega, gân màu đỏ nha anh em, gân màu đỏ sẫm luôn. Tại phía bên trong là được trang bị những cái bông nỉ rất là còn mới, cũng như là nó sẽ tô thêm cái độ sang trọng cho cái mặt thùng loa. Đây là cấu hình của loa này, 7 loa cho một thân thùng, hai loa 340, một chấp kèn bên trên và bên trên đỉnh đầu nữa là 4 con loa chấp xì dạ siêu nhiến nha anh em, của Motorola đây. Đó, chữ Motorola này là hàng của Mexico nha anh em, chấp xì Motorola. Nó 4 con này và một con chấp kèn, không là nó hát cũng dữ dằn rồi anh em ạ. Hát của nó là karaoke nè, trên cả tuyệt vời luôn. Đó, với số tiền là 18 triệu đồng cho một đôi loa này, anh em có thể mua về hát karaoke là chơi đa thể loại nhạc nha, nhạc trữ tình, nhạc non top, nhạc remix, nhạc vũ trường, nhạc sến, thậm chí là karaoke là trên cả tuyệt vời rồi. Đó, hai lỗ trong hơi nằm ở phía dưới của cái chữ Game Show, còn bên trên là cấu hình là hai bát thật nha anh em, hai bát thật 40 của USA hết, rồi chấp kèn và 4 con chấp xì. Đó, đồ này khá là nét và khá là gấu luôn. Này, em sẽ soi đây. Và tổng thể chiều cao nó tầm khoảng 1m1 đến 1m2 nha anh em. Đó, chiều cao của loa đây này. Này, tương khôn là đẹp từ mặt trước, mặt sau, mặt bên hông, cả tem loa, cầu loa cũng còn tương đối là khá đẹp nha anh em. Đây, em vừa khui ra đây một đống giấy này, khui ra đầy lên sóng cho anh em luôn. Có nhu cầu mà đam mê ca hát karaoke, đối với cặp loa này mình hát karaoke này và mình có thể chơi vừa trưng bày vừa sưu tầm luôn, bởi vì cái kiểu dáng cũng như là thiết kế của loa cũng hơi bị độc lạ so với là những cặp loa bình thường khác, bởi vì nó cũng nhiều loa này và cấu hình của loa cũng rất là gấu nữa, nên mình chơi đa thể loại nhạc nha, nhạc non top, nhạc vũ trường, nhạc sến, nhạc hải ngoại, nhạc bolero và hát karaoke là tiếng của nó là dữ dằn rồi. Đó, cấu hình đẹp quá anh em ạ, vừa chơi vừa sưu tầm. Và đặc biệt là cái cặp loa này là không có e căng để đại vô, có nghĩa là e căng của loa nó chỉ là cái miếng lưới này này, đặc miếng lưới sắt này mình ịt vô thôi, nên nó sẽ phát huy ra là một cái là mình nhìn thấy hết loa bên trong, có nghĩa là nhìn thấy cả loa bát này, loa chép và loa chép xì bên trên, đó, nhìn thấy tất tần tật loa bên trong nha, nên nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn và bắt mắt hơn là những chiếc e căng kín. Đó, mình nhìn thấy như trong video này là y như vậy nha anh em, là nhìn nó sẽ đẹp hơn là e căng kín là mình nhìn vô là nó sẽ biết bụng hết trơn, là nó không thấy loa. Đó, riêng cái cặp loa này thiết kế nó cũng như là họ để khoe loa luôn anh em, là mình khoe loa luôn, vừa chơi vừa trưng bày vừa khoe loa luôn. Đó, nó rất là nhiều loa nên mình nhìn vô nó cũng đậm vô cái mắt của mình. Đó, là hát karaoke và chơi đa thể nhạc nha, hai bát thật 40 thì nó vô chắc cũng khá là ấm tiếng rồi, cũng lại 4 con chấp xì và một con chấp kèn nữa, karaoke là tiếng bao bay và bao hay luôn. Rồi, với giá tiền là 18 triệu đồng cho một đôi loa này, anh em có thể liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781
để sở hữu cặp loa này về hát karaoke cũng như là chơi những ngày xuân, ngày lễ hay là ngày cuối tuần tụ họp anh em nha. Hát karaoke và nó là chỉ có trên cả tuyệt vời thôi, đã rất là hay cũng như là nó đậm chất là vừa chơi vừa chưng anh em ạ, vừa độc lạ nữa. Rồi, giá là 18 triệu đồng nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Zalo em vừa đọc cũng như là số điện thoại em có ghi trên bài đấy. Và em cũng xin cảm ơn anh em rất nhiều đã quan tâm theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.